Chào các anh em, mình là Bia hơi 5K Bangkok cốc. Video này và những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cũng như chia sẻ vào một số kinh nghiệm mà mình chơi MU từ trước đến nay. Thì video đầu tiên này mà mình hướng dẫn cách quay Win 1. Thì để quay Win 1 thì chúng ta cần có những cái nguyên liệu cơ bản. Đầu tiên là vũ khí trao, sau đó là đá stone để mình tăng tỷ lệ thành công lên. Thì những cái vũ khí cộng 7, op 4, op 8 hoặc op 12 này, cộng 7 cộng 8 cộng 9, cộng 10 cộng 15 cũng được. Thì chúng ta kiếm về bằng cách là chúng ta ném huy chương vàng, huy chương bạc, trái tim, bóc các thứ linh tinh. Đó, ok, trước tiên là chúng ta quay chào đúng không? Quay vũ khí chào đúng không? Trăm cộng 3 cộng 3 quay lên được rồi. Hãy tận dụng cái khả năng 100% để chúng ta quay lên cho tiện. Cộng 3 ném 1 V lên cộng 4 đúng không? Bởi vì nó yêu cầu là tối thiểu phải là cộng 4 mà. Rồi ok, bắt đầu chúng ta quay đá. Nhau nhà mình dậy rồi. Quay đá ấy, thì chúng ta vào cái dòng thứ hai này để chúng ta quay thôi. Thì cái đá này, cứ một viên đá là sẽ được 5%. Cứ một viên đá được 5%. Mình sẽ phải rồi, ok. Đây, sau khi chúng ta có nguyên liệu đầy đủ rồi đúng không? Cộng 4 op 4 đúng không? Cộng 4 op 8 đúng không? Có đá luôn. Thì chúng ta sẽ quay win thôi. Mở trao ra đã. Rồi, chúng ta quay win thôi. Nếu như mà không có đá, thì ở đây chúng ta được 26% đúng không? 26% nếu như có đá vào thì nó khác biệt hoàn toàn luôn, 100%. Ok chưa? Đó, mà chúng ta quay. Win đắc win. Không đúng win của mình, không đúng win của con DK đúng không? Thì chúng ta quay tiếp thôi. 18 viên nữa ném vào. Win sum. Rồi, nếu như mà không phải win của win sum mà win không phải win DK ấy, thì các bạn có thể là bán hoặc là đổi đúng không ạ? Rồi ok, video của mình nói về hướng dẫn quay win 1 kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video và series hay, các bạn có thể like và subscribe kênh để xem những video mới của mình. Bia hơi 5K một cốc hân hạnh tài trợ video này.